em Thắng quay một số cây ở vườn cho bà con chúng ta xem, ủng hộ em nha. Trên chiếc xe đẩy này là mận xanh đường Sóc Trăng, giống mận hot nhất trên thị trường hiện tại. Cây cứng rồi, em đem về bãi ha. Đây là cây thần kỳ nhỏ, ăn thay đổi vị giác đó cả nhà. Nhãn xuồng tím, mận tam hoa, chậu lở, ổi Đài Loan, cây siro, mít Indo, ruột đỏ sơ vàng, ổi Tân Châu, chôm chôm tiếng cường, bầu chui, chanh cẩm thạch, nhãn lông tím, nhãn siêu trái. Em quay từ từ cho bà con ta dễ xem. Sabo Mexico, sòi giống này chắc sòi cát Hòa Lộc quá bà con. Măng cục ghép Thái, rồi bên đó cũng đang đóng nhiều giống ha, nhưng mà qua đó thì nó hơi ồn xíu nên em tiếp tục đi vào trong. Vú sữa hoàng kim, cây lở nè bà con. Hiện tại cây lở bên em rất là nhiều ha, cao 2 mét trở lên. Cây mít tố nữ vị sầu riêng. Dạ đây, ngoài đây có cây bồng bon Thái, cây giống mận Ấn Độ, mận hồng MST. Bên đây mận xanh đường Sóc Trăng. Đây có cây nho thân gỗ 12 vụ nè cả nhà. Cây tắc bánh xe em đang nuôi cho bông cho trái nè. Ngoài đây thì cây tắc mỹ ngọt, tắc Thái rồi con, tắc không hạt, mít cục đỏ Indo, ổi nữ hoàng, hồng sô-cô-la. Tự chậu nhỏ em sang chậu lớn em nuôi nè, nuôi ít bữa nó ra tược đã đẹp à. Mận hồng MST, mận đỏ Đài Loan đó, em kêu nhiều tên. Mận xanh đường Sóc Trăng em nuôi vô chậu lở, chậu vậy là 2 xị. Cây lở ra nắng ha. Dạ, ổi nữ hoàng, giòn ngọt không hạt, rất là nhiều cây bự luôn. Ở đây là mận xanh đường Sóc Trăng mà dạng cây bứng. Cây bứng này em cũng còn được mười mấy cây, hiện tại là bứng sẵn, còn đợt sắp tới em cũng bứng cũng nhiều á, khá bà con. Lần nào em cũng bứng lần mấy chục cây vậy, hết em mới bứng nữa, tại vì bãi bây giờ không có chỗ để nhiều. Sabo Cần Thơ, Sabo Cần Thơ loại này là cỡ vừa thôi, em còn cỡ lớn hơn và cỡ lớn vô chậu giống vậy nè. Mấy cây này là cao 2 mét hay mấy hết, nó đủ cỡ không đó. Dạ, cái này là chanh tím chùm tử quý, nhận chậu. Bích Thái nè bà con, Bích Thái, mảng cầu xiêm ghép gốc Bình Bác bên đó. Cái này là na đỏ Úc, rồi chanh cẩm thạch, chanh vàng Mỹ này, chanh vàng của Mỹ, rồi cái này na Thái, na Đài Loan, chậu lở, nho thân gỗ, nho thân gỗ 12 vụ. Ngoài đây có me Thái lở nè, me Thái lở cây rất là đẹp, cao cỡ 1m4. Ngoài kia là vú sữa hoàng kim, cây lở. À, mận hoàng yến em có cây gốc bự nè, anh chị thích cây này ủng hộ em luôn, em để giá hữu nghị dễ chơi. Cây này chắc mấy cơ sở khác không có cây gốc này đâu, đẹp lắm, em vô tay hết rồi. Em tính chơi bonsai á, nhưng mà được giá thì em cũng cho em nó ra đi. Cái cây nhãn tím gốc lớn nè, 4 cây. Quýt đường không hạt, cây nhãn tím lớn đang cho trái nè cả nhà. Cốc Thái siêu trái, nó có 2 cỡ, cỡ này nó ốm quá mà nó cao, cỡ này là nó lùng lực luôn, đang có trái. Đây là mít ruột đỏ sơ vàng Indo, gốc cũng bự bự khá khá ha, tược đẹp nha cô chú anh chị. Ổi xẻ, ổi xẻ này chín thơm lắm, chủ yếu làm kiểng ăn thì nó cũng cũng được thôi chứ không ngon lắm.
chùm ruột ngọt cây chiết. À, đặc biệt em có lô thần kỳ này quá đẹp. Thần kỳ này lô này cỡ 1m4 tới 1m5 anh chị. Rồi. Xoài, xoài đang sắp gần đây là chôm chôm tiếng cường. Chôm chôm tiếng cường em cây cũng cỡ 1m5 trở lên. Đẹp nhất đất luôn. Bên đây là chôm chôm Thái. Ha. Hai loại là em cột hai loại dây luôn nè. Một loại bấm tem là không bấm. Nè cho bà con coi, chất lượng cây thấp như vậy là hiện tại là em không có giao nè, cũng là chôm chôm Thái hoặc là chôm chôm tiếng cường nhưng mà cây này chất lượng thấp em không có giao. Nên nhiều khi cô chú hỏi giá mà mình chưa coi chất lượng là mình biết nha. Măng cục kép Thái bên em. Tất cả các cây đều có thập và vô chậu đường, đẹp không? Xuất sắc. Dạ, ổi tím. Mít tố nữ vị sầu riêng. Cái này để phía sau. Hồng sô cô la. Cây táo tàu nè bà con, táo tàu loại nhỏ, loại rẻ tiền. Rồi, mận điều. Mận điều cây cũng chà bá luôn, cao cỡ 1m6 hết rồi. Chậu lớn luôn, chậu nuôi. Rồi. À, cây mận lý. Hay nhiều người gọi cây lý á, hay số ở vùng miền Tây gọi là cây lê ngày xưa á, trái chín thơm. Nguyên một vườn nhãn tím, nhãn ghép hai bo các kiểu luôn, đủ cỡ trong đó. Đi vô từ từ. Sầu riêng giống các loại bà con. Em chỉ để mẫu thôi. Tại vì khu vực này nhỏ quá không có để từng loại nhiều nhiều được. Rồi lựu Peru, me Thái. Trong đó có mận hoàng yến, mận xanh đường, mận MET, ổi ruby. Cây mận lý lớn. Mận lý lớn phía sau. Cái này là mận xanh đường em đang nuôi lại nè. Mận xanh đường sóc trăng á. Đủ cỡ hết. Tắt bánh xe, hàng là tuyển chọn đẹp cực kỳ, đẹp nhất nách hết. Bồng bông Thái, cây lở, cây lớn. Ở đây là sồi các loại bà con, cũng chiều cao là 1m7 trở lên, có cây 2m mấy. Đi vô ngã cây bà con, đợi em xíu. Đó, sồi đẹp lắm, sồi cát hòa lộc, sồi cát chu, sồi Thái, sồi đài loan. Này là khu vực các bạn like để cây nhiều giống ở đây, để khi mà chúng ta bà con có nhu cầu á thì các bạn sẽ lấy liền cho nó nhanh gọn đó. Cháu em thì hàng ngày like, có thể like trên các nền tảng ha. Bà con có thể xem like mình chốt đơn cũng được. Một số đơn là chuẩn bị đóng nè, đơn like nè. Rồi em đầu tư mấy chiếc xe này nữa cho mấy bạn đẩy hàng, mấy bạn ngu tá. Tại đường nhà em thì nó đường nhỏ nên hơi khó khăn. Đó. Cô chú thấy cây gì phù hợp yêu thương á, thì ủng hộ em. Còn chưa thấy trên cái clip này á, thì có thể nhắn tin hỏi rồi em Thắng trả lời. Em Thắng cảm ơn.